Và sau đây là trình biến của bác sĩ Võ Xuân Sơn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 1 tháng 4 về việc nhà cầm quyền quy tội những người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối y tế Việt Á. Mời quý vị cùng chia sẻ. Phản đối hãm hại người có y đức cao chót vót. Hôm trước, tôi viết về status về y đức. Bị phản đối vì mọi người nghĩ tôi cho là bác sĩ Việt Nam có đức hơn bác sĩ Canada. Bảo hại tôi phải viết thêm một status để giải thích. Không biết bữa nay tôi có bị dụ nữa hay không. Bộ Y tế của chúng ta là điển hình cho y đức và đạo đức cách mạng. Khi dịch bệnh xảy ra, các anh giao cho các bác sĩ hầm mà lặng, tức là bác sĩ chuyên khoa gì cũng được. Cái gọi là bệnh viện dã chiến mà chẳng có gì trong đó, đến cái thiết bị đo SpO2 cũng chẳng có. Rồi đẩy người nhiễm vô đó mà ra lệnh, điều trị đi. Từ đồ ăn đến đồ bảo hộ, từ thiết bị đo SpO2 đến oxy, máy thở, cái gì họ cũng phải đi xin. Để bảo vệ thanh danh của đảng, của các anh còn cấm họ biên bài xin lên mạng. Làm việc thì chẳng cần đào tạo, không cần phương tiện, kể cả phương tiện tối thiểu, tiền bù dưỡng cực nhọc cũng chẳng thấy đâu. Người chết thì la liệt. Vậy mà để chứng tỏ là các anh thương bệnh nhân, thương người dân, các anh đã ra một văn bản đòi tước chứng chỉ hành nghề nhân viên y tế nào xin nghỉ việc. Các anh có ý đức cao đến thế là cùng. Đạo đức cách mạng của các anh sáng đến thế là cùng. Tôi phản đối cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhé. Vi phạm là vi phạm thế nào? Người ta hết lòng vì dân thân yêu mà các anh lại đòi kỷ luật họ. Không biết các anh có đòi tước chứng chỉ hành nghề của họ hay không nữa. Các anh mà tước chứng chỉ hành nghề của họ thì ai sẽ tước chứng chỉ hành nghề của tụi tôi? Đừng có mà hãm hại người tốt nhé các anh.